Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Tô Lâm quyết đốn dần thuộc hạ của ông Phó Thủ tướng thường trực. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đăng trên trang web của Ủy ban này vào ngày thứ Hai 26 tháng 9 cho biết họ đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Điều này gây chấn động dư luận và dường như ảnh hưởng trực tiếp đến ông Phạm Bình Minh là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi đó. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương làm sai lệch chủ trương đúng đắn, chủ trương nhân đạo của Đảng nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch COVID-19 bùng phát, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, giảm uy tín của các tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, và sau đó sự việc đã được diễn ra đúng như vậy. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bên trái và trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Quang Linh bên phải. Ban Bí thư là cơ quan do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập là để giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần của Ban Bí thư gồm có ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầy quyền lực, tiếp đến là ông Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và 9 ủy viên Bộ Chính trị. Người cao nhất của Bộ Ngoại giao bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến vụ án Cục lãnh sự là cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng, mặc dù rất nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng ông này chưa phải nhân vật cao nhất và là trùm cuối của vụ việc này. Riêng việc các báo ở Việt Nam vốn hoạt động theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, trong ngày 26 tháng 9 đã đồng loạt đăng tin về các biện pháp nhắm vào hai ông Dũng và Linh, cho thấy sự nghiệp chính trị của họ đã được chấm dứt. Bộ Công an vào ngày 14 tháng 4, trước đó năm 2022 cũng ra thông báo cho biết ông Tô Anh Dũng bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ. Hiện cũng chưa thấy có thông báo gì từ nhà chức trách Việt Nam về khả năng mở rộng điều tra ra các cơ quan đại diện ngoại giao ở các nước Đức, Pháp và các nước trên thế giới. Và các công dân ở nước này, ở nước ngoài cũng đang yêu cầu nhà nước Việt Nam trả lại số tiền mà họ đã lạm thu. Dư luận cho rằng đó là những đầu mối chính tập hợp danh sách người có nhu cầu về nước trong các chuyến bay giải cứu và thu tiền quá mức với hành khách. Ông Nguyễn Quang Linh là nguyên là thư ký của ông Phạm Bình Minh. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, tại quyết định số 199, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Linh hàm vụ trưởng, thư ký của ông Phạm Bình Minh, giữ chức trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, theo trang tin của Chính phủ Việt Nam chia sẻ. Đầu tuần trước, thì Bộ Công an Việt Nam thì bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải, vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế của Văn phòng Chính phủ với cáo buộc là nhận hối lộ. Trong vụ án này, ông Hải là người thứ 18 bị xử lý hình sự sau hơn 8 tháng điều tra vụ án, được khởi tố từ tháng 1 năm 2022. Và đương nhiên, con số này còn tiếp tục dài ra nữa với cuộc chiến trong đảng, các phe phái tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Trước đó, hai chuyên gia của vụ quan hệ quốc tế cũng đã bị bắt vì cùng cáo buộc của là ông Nguyễn Tiến Thân sinh năm 1980 và bà Nguyễn Thị Mai Anh sinh năm 1976. Đây là hình ảnh danh sách ngày càng dài của vụ án nhưng vẫn chưa lộ ra trùm cuối. Vụ án lúc đầu được gọi tắt là vụ án Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao là do các quyết định khởi tố ban đầu liên quan đến dàn lãnh đạo của vụ này. Theo đó, Cục trưởng, Cục phó, Chánh văn phòng và Phó phòng bảo hộ công dân đều bị bắt sau khi có lệnh khởi tố. Cục lãnh sự là cơ quan đầu mối phối hợp với các cơ quan và bộ khác để tổ chức khoảng 2.000 chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về nước trong giai đoạn đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Một loạt các lãnh đạo và cán bộ tại các cơ quan khác như Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế và vụ hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã bị khởi tố và bắt giam về tội nhận hối lộ. Tại cuộc họp báo vào hồi cuối tháng 6, lãnh đạo của cơ quan an ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD.
Trước đó, người phát ngôn của Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 chuyến bay giải cứu người Việt Nam từ nước ngoài về trong các đợt Covid-19. Mỗi chuyến bay sau khi trừ chi phí lợi nhuận kiếm được vài tỷ đồng. Khi lúc đó, người dân Việt Nam khắp nơi đang khó khăn chồng chất và họ đang phải chạy vội về quê hương khi phong tỏa và chết chóc đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Tổng số tiền thu được lên đến hàng tỷ đô la khiến dư luận vẫn luôn thắc mắc rằng ai là chủng cuối đứng ở đầu đường dây này và liệu khi bắt những cán bộ này thì tiền của người dân có được trả lại hay không. Với những diễn biến gần đây, dư luận có thể đoán rằng 80% quan chức liên quan đến vụ án này mà bị bắt thì không biết Bộ Ngoại giao còn ai để làm việc nữa đây. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an Long An cưỡng ép người trong tịnh thất Bồng Lai để lấy mẫu nước bọt và tóc. Khoảng 50 công an đã đột nhiên ập vào cơ sở của tịnh thất Bồng Lai, hay còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ, tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vào sáng ngày 24 tháng 9, dùng vũ lực bắt lấy mẫu nước bọt và tóc của những người trong thiền am. Luật sư đại diện cho những người ở thiền am đã nói với đài tiếng nói AFA rằng ông nghi công an lấy mẫu tiết xét nghiệm ADN của những người trong thiền am để tìm quan hệ huyết thống. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong năm luật sư đại diện cho những người ở thiền am, viết trên trang Facebook cá nhân vào cùng ngày rằng các luật sư nhận được tin báo vụ việc đã ngay lập tức đến thiền am và đã bị chặn ở các chốt công an mới được lập gần thiền am. Có tổng cộng 3 chốt như vậy, luật sư Mạnh cho biết. Đây là hình ảnh các luật sư đại diện đã có mặt ngay trong ngày. Ông cũng cho biết sự việc xảy ra khi cô giúp việc mở cửa thì họ tự động vào, họ kéo cả mấy chục người, họ đọc văn bản, các cô đi và người giúp việc không hiểu văn bản nói gì. Đọc xong họ cũng không để lại văn bản nên không hiểu vụ này có lệnh hay quyết định gì hay không. Vì không hiểu nguyên nhân sự việc nên những người trong thiền am không tự nguyện cho công an lấy mẫu nước bọt và tóc của mình. Luật sư Mạnh trích dẫn lại lời tường thuật của những người trong thiền am trên trang Facebook, ông viết như sau. Họ đẩy chúng tôi ra ngoài, họ tự tiện đi vào khắp nơi trong nhà, 3-4 người ôm, bẻ tay, bóp họng buộc chúng tôi phải há miệng để lấy mẫu niêm mạc trong miệng và rứt tóc chúng tôi. Theo luật sư Mạnh, việc này không chỉ làm đối với người lớn mà cả với các cháu nhỏ. Trong thiền am vào lúc đó có khoảng 10 người, bao gồm hai đàn ông, trong đó có ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, còn lại là phụ nữ và trẻ nhỏ. Nói về nguyên nhân việc công an bắt những người trong thiền am phải đưa mẫu tóc và nước bọt, luật sư Mạnh cho biết thêm, tất cả việc làm đó dường như là họ muốn lấy mẫu ADN để xét nghiệm tìm quan hệ huyết thống của những người trong thiền am. Đây đã là lần thứ 3 họ lấy mẫu, hai lần trước là vào tháng 8 năm 2021 và vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Luật sư Mạnh cho biết công an không có bất cứ thông báo chính thức nào về kết quả của hai lần lấy xét nghiệm lần trước. Cũng theo Công an tỉnh Long An, vào các năm 2020-2021, cơ quan chức năng ở huyện Đức Hòa đã nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo một số người sống tại tịnh thất Bồng Lai đã thực hiện 3 hành vi hình sự liên quan đến các tội danh như lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, rồi là loạn luân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là hình ảnh sư Thích Nhật Từ từng kiện ông Lê Tùng Vân khi bị ông này chửi rằng ngu như bò. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân và 3 người khác tại thiền am về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật hình sự Việt Nam. Tới ngày 9 tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An ra cáo trạng truy tố 6 người của thiền am theo điều 331. Những người này sau đó bị kết án tổng cộng lên tới 23 năm tù. Riêng đối với các cáo buộc loạn luân và lừa đảo, vào ngày 26 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác của các cá nhân và tổ chức đối với thiền am. Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên vào cuối tháng 7 vừa qua cho biết, hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đang chờ thêm một số kết quả về xét nghiệm, phân tích gen di truyền từ các cơ quan chuyên môn về y tế. Khi có kết quả khẳng định đúng như nội dung tố giác kết hợp với các chứng cứ cụ thể thu thập được trong quá trình điều tra, thì cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra tiếp tục và chuyển sang giai đoạn
điều tra. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng, người đã từng ủng hộ cho rằng có lạn dân tại tỉnh thất Bồng Lai, nay bà Hằng cũng đã bị sổ khám và tạm giam. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng việc công an bắt ép người trong thiền am phải đưa mẫu nước bọt vào tóc vào lúc này là trái pháp luật. Ông nói, theo tôi nghĩ việc này vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vì một sự việc khi trở thành vụ án, tức là khởi tố hình sự, thì cơ quan điều tra mới có thể làm như sáng nay. Cho đến nay họ chưa khởi tố. Họ có quyền điều tra trước khởi tố, nhưng không được tự tiện xâm nhập vào tư gia. Các luật sư đại diện cho những người ở thiền am hiện đang xem xét sự việc xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 9 để có thể cân nhắc có động thái pháp lý cần thiết. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói với báo chí, nhưng không cho biết cụ thể các động thái pháp lý này là gì.